Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Pháp, xung đột giữa Israel và Hamas sẽ kéo dài. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua 27 tháng 10 cảnh báo cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas sẽ kéo dài, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu ủng hộ một lệnh đình chiến nhân đạo để hỗ trợ người dân tại giải Gaza. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Bruxelles, Bỉ ngày 27 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo việc Israel đưa quân vào giải Gaza sẽ có hiệu ứng ngược nếu không xác định chính xác các mục tiêu tấn công và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tránh gây ra tổn thất đối với dân thường. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh các nước EU đã nhất trí đề nghị về một yêu cầu đình chiến nhân đạo để bảo vệ người dân tại Gaza cũng như đàm phán giải cứu các con tin và hỗ trợ các bệnh viện cứu chữa người bệnh. Trước đó trong tuyên bố chung sau hội nghị, EU cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để đảm bảo an toàn cho dân thường, tiếp tế lương thực, nước uống, cung cấp sự trợ giúp chăm sóc y tế, nhiên liệu và nơi trú ẩn. Tuy nhiên, EU không nêu cụ thể cách thức trợ giúp người dân Palestine tại Gaza khi Israel hiện vẫn đang phong tỏa đường bộ và đường biển, trong khi cửa khẩu Rafah nối với Ai Cập và cũng là con đường duy nhất nối giải Gaza với bên ngoài thì chỉ được mở theo từng thời điểm. Tổng thống Pháp Macron đã đề xuất các nước EU thiết lập hành lang nhân đạo trên biển, chọn đảo Ship làm cơ sở chính tập trung hàng cứu trợ nhân đạo để chuyển tới giải gaza cũng như đưa người bị thương tới ship để cứu chữa người đứng đầu nước pháp thừa nhận nguy cơ cuộc xung đột giữa israel và hamas có thể kéo dài và lan rộng tôi nghĩ cần phải làm rõ một điều là cuộc xung đột này sẽ kéo dài bởi vì cuộc chiến với lực lượng hamas sẽ không thể kết thúc nhanh chóng tình trạng căng thẳng đang ngày càng lan rộng tổng thống pháp macron khẳng định hỗ trợ tất cả công dân pháp hiện vẫn đang mắc kẹt tại giải gaza về nước trong thời gian sớm nhất xung đột hamas israel Nga cảnh báo Israel không nên theo đuổi chiến lược tiêu thổ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này vẫn đang duy trì liên lạc với Israel và đang gửi tín hiệu về sự cần thiết phải tìm ra giải pháp hòa bình ở giải Gaza, đồng thời cảnh báo không nên theo đuổi chiến dịch tiêu thổ. Trở lại phỏng vấn hãng thông tấn Vienta của Belarus ngày 28 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, chúng tôi đang gửi tín hiệu tới người Israel, chúng tôi duy trì liên lạc đầy đủ với họ, đại sứ của chúng tôi thường xuyên liên lạc với họ. Chúng tôi đang gửi tín hiệu về sự cần thiết, phải tìm ra giải pháp hòa bình và không nên hoàn tất chiến lược tiêu thổ đã công bố từ trước ở giải Gaza. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho rằng khó có thể loại bỏ nhóm vũ trang Hamas mà không gây ra tổn thương đối với dân thường ở giải Gaza, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các chương trình nhân đạo ở Gaza để giải cứu người dân đang cần nhu yếu phẩm như điện nước thực phẩm. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26 tháng 10 cho biết một phái đoàn của lực lượng Hamas đã tới Moscow để thảo luận với giới chức Nga về cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Thông cáo từ Hamas cho biết phái đoàn đến Nga bao gồm trưởng văn phòng quan hệ quốc tế của Hamas Musa Abu Mazouk, cựu lãnh đạo cơ quan y tế tại Gaza Basem Daim. Hamas thề dốc toàn lực chống Israel sẽ nuốt chửng các binh sĩ Israel đặt chân vào Gaza. Hamas hôm nay cho biết các thành viên của họ ở Gaza sẵn sàng dốc toàn lực chống lại các cuộc tấn công của Israel bằng toàn lực sau khi quân đội Israel tăng cường các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào vùng lãnh thổ Palestine. Israel đã tăng cường các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào giải Gaza khi các dịch vụ Internet và điện thoại đã bị cắt trong khu vực do các vụ ném bom của Israel. Các công ty viễn thông và Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó nói rằng các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công khoảng 150 địa điểm dưới lòng đất ở phía bắc giải Gaza thuộc về nhóm Hamas. Lực lượng này cho biết thêm rằng một số chiến binh Hamas đã không qua khỏi trong cuộc tấn công suốt đêm 27 tháng 10. Đáp lại, Hamas tuyên bố ngắn gọn rằng các chiến binh của họ trong khu vực này đã sẵn sàng dốc toàn lực chống lại Israel. Trong khi đó, lữ đoàn Isardin al-Qassam, nhánh vũ trang Hamas, thông báo các thành viên của họ đang giao chiến với quân đội Israel ở giải Gaza. Chúng tôi đang đối phó với cuộc tiến công trên bộ của Israel ở Beit Hanun, miền bắc giải Gaza và từ phía đông Burei, nằm ở miền trung. Các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra tại những khu vực này. Lưu đoàn Is Adin Ad Al Qassam tuyên bố hôm 27 tháng 10. Esa Al Rishak, thành viên cơ quan chính trị của Hamas cũng khẳng định họ sẵn sàng kháng chiến nếu Israel quyết định đưa bộ binh vào giải Gaza. Những gì còn lại của binh sĩ Israel sẽ bị vùng đất Gaza nuốt chửng. Ông Al Rishak cảnh báo. Theo hãng tin AP. Khi các vụ nổ thường xuyên từ các cuộc tấn công của Israel làm sáng rực bầu trời Gaza vào ban đêm, Công ty viễn thông Palestine, Panten, cho biết đã có sự gián đoạn hoàn toàn đối với tất cả các dịch vụ liên lạc và Internet do các hoạt động trên mặt đất của Israel. Theo The Times of Israel, sự cố mất điện đã khiến 2,3 triệu người bị cắt đứt về thế giới bên ngoài và với nhau. Quyết đánh Hamas, Israel chia rẽ với thế giới và đồng minh. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu với số lượng áp đảo các nước kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza, nhưng Israel không chấp nhận. Israel đang tiếp tục kế hoạch tấn công nhằm quét sạch tổ chức Hồi giáo Hamas trong động thái đáp trả và hy vọng sẽ chấm dứt hẳn các cuộc tấn công nhằm vào người Israel ngày 7 tháng 10. Cuộc tấn công này đang là tâm điểm chia rẽ giữa Israel và nhiều nước. Các đồng minh phương Tây muốn vấn đề con tin được giải quyết trước nhằm đảm bảo không có người vô tội nào bị làm hại. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu người ở giải Gaza cũng cần thời gian tìm đường thoát giữa bối cảnh khu vực này đang bị cô lập, thiếu thốn gần như mọi thứ. Ngày 27 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi tạm thời ngừng bắn ở giải Gaza. Israel và Mỹ nằm trong số 14 phiếu chống, trong khi có 45 phiếu trắng và 120 phiếu thuận. Israel cũng đã củng cố lập luận phản đối ý tưởng tạm dừng bắn vì nhân đạo này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Leo Hayat nói hôm 27 tháng 10, Israel phản đối lệnh tạm ngưng vì nhân đạo hoặc dừng bắn lúc này. Kết quả trên mặc nhiên đẩy Israel vào tình huống đi ngược lại với mong muốn của đại đa số các thành viên Liên Hợp Quốc về tình hình Gaza. Theo Reuters, đây là sự kiện mở ra sự chia rẽ công khai đầu tiên giữa Israel và những người ủng hộ, kể cả Mỹ. Hiện nay được biết Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và các thành viên nhóm nền kinh tế lớn G7 đều mang quan điểm muốn tạm dừng bắn để hỗ trợ nhân đạo. Kết quả bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý, tuy nhiên nó vẫn phản ánh nguyện vọng của nhiều nước, trong đó mang sức nặng chính trị nhất định và tăng cường áp lực quốc tế lên Israel. Sự quyết tâm của Israel đang khiến tình hình căng thẳng, với việc hàng loạt cuộc họp giữa các bên vừa qua không mang lại nhiều kết quả, trong khi thảm họa nhân đạo đang khiến chính quyền nhiều nước phải đối diện thách thức về uy tín. Israel nói Hamas đã khiến 1.400 người không qua khỏi, bắt hơn 200 con tin từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Ngược lại, cơ quan y tế tại Gaza do Hamas kiểm soát nói 7.326 người Palestine đã không qua khỏi vì các cuộc không kích của Israel. Việc cung cấp thực phẩm, nước, nhiên liệu, thuốc men cũng đang khan hiếm. Ngoài ra, một mối lo khác xa hơn cũng đang lởn vởn trước màn đổ bộ của Israel. Nguy cơ chiến tranh lan rộng giữa người Israel với các chiến binh Hồi giáo, thậm chí là các quốc gia láng giềng. Hôm 27 tháng 10, Ai Cập cho biết, máy bay không người lái drone đã gây ra các vụ nổ làm rung chuyển hai thị trấn ở Ai Cập bên bờ Biển Đỏ. Chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Israel đổ lỗi cho phong trào Houthi ở Yemen, nhưng chưa có bằng chứng nào chứng minh đây là sự thật. Trong khi đó, Reuters nhận định kiểu tên bay đạn lạc có nguy cơ đẩy chiến tranh lan rộng. Hamas và chính quyền Palestine độc lập với nhau, tuy nhiên hamas vẫn chiến đấu dưới ngọn cờ của người hồi giáo palestine điều này khiến các nước hồi giáo không thể công khai phản đối quá gây gắt với các hành động của tổ chức này ngược lại nhóm nhà nước hồi giáo cũng khó ủng hộ người do thái israel bất chấp đã có những nỗ lực hàn gắn ở trung đông trước đây gần như chắc chắn nếu không có bất kỳ thông tin nào về một hành động quá đáng nào đó của hamas trong thời gian tới israel sẽ gặp áp lực dư luận lớn trong chiến dịch tấn công giải gaza nơi israel chuẩn bị cho cuộc đổ bộ giải gaza hàng nghìn người đang đợi lệnh Tại một khu vực mô phỏng, quân đội Israel đã được tập luyện để chiến đấu ở giải Gaza trong nhiều năm liền. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố xe tăng và bộ binh Israel đã mở một cuộc đột kích chấp nhoáng nhằm tấn công nhiều vị trí đóng quân, cơ sở hạ tầng và địa điểm phóng tên lửa chống tăng ở giải Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quyết định về thời điểm lực lượng Israel tiến vào giải Gaza do nội các chiến tranh của chính phủ Israel quyết định. Khi tín hiệu về một cuộc xung đột trên bộ này được phát đi, Wall Street Journal nhận định rằng quốc tế ngay lập tức chú ý tới cách mà Israel chuẩn bị cho một giai đoạn giao tranh có thể kéo dài. Tờ Wall Street Journal đưa tin, tại một vùng đồng bằng ngập nắng tại miền nam Israel, hàng nghìn quân sĩ đang chờ đợi lệnh từ các chính trị gia và chỉ huy để làm điều mà quân đội Israel đã được tập luyện trong nhiều năm, chiến đấu ở giải Gaza. Quân đội Israel đã dựng bản sao một ngôi làng và đặt tên là Little Gaza, Gaza nhỏ, tại một căn cứ ở sa mạc Negev, Tại đây, quân đội Israel được huấn luyện chiến đấu trên những con phố chật hẹp và một mê cung đường hầm. World Street cho biết, chiều ngày 25 tháng 10, một nhóm binh sĩ Israel đã tham gia cuộc chiến thâm nhập, thực hành cách chiếm lấy các ngôi làng từ sa mạc. Từ một bờ đê ở rìa thị trấn mô phỏng, họ di chuyển dưới những ngọn tháp nhô ra từ các nhà thờ Hồi giáo và những ngôi nhà. Binh lính Israel mô phỏng tình huống đối mặt với những người đàn ông mặc áo đen, giả làm lực lượng Hamas. Họ tập luyện cách đưa những người bị thương ra khỏi tòa nhà và tìm cách phát hiện ra đối phương qua cửa sổ. Little Gaza được xây dựng năm 2006 và có tên chính thức là Trung tâm huấn luyện đô thị thuộc lực lượng bộ binh Israel. Khu vực bao gồm 600 công trình kiến trúc từ các khu phức hợp 8 tầng đến lán trại và trường học nhằm chuẩn bị cho binh lính Israel chiến đấu với Hamas trong đường hầm, trong các nhà thờ Hồi giáo và cả khu chợ. Trong một báo cáo năm 2022, The Times of Israel cho biết trung tâm huấn luyện có thể chứa cả một lữ đoàn. Binh lính Mỹ và một số nước châu Âu từng tới Israel được cho là cũng đã trải nghiệm huấn luyện tại cơ sở này, liên kề với khu Little Gaza là căn cứ chứa hàng nghìn binh lính thuộc nhiều lực lượng, bao gồm lính dù, xe tăng, bộ binh và các đơn vị quân đội chính quy khác của Israel. Các quan chức quân sự nhận định sẽ không thể vô hiệu hóa khả năng của Hamas nếu không tiến vào Gaza. Họ cũng nói thêm rằng các kho khí tài và thiết bị được cất xung quanh giải đất này hoặc trong các đường hầm. Quá trình mô phỏng các điều kiện bên trong giải Gaza được chú trọng là bởi việc di chuyển trong khu vực này ngoài thực tế tương đối nguy hiểm và hậu cần phức tạp. Hamas đã xây dựng một mạng lưới đường hầm gọi là Gaza Metro được cho là dài khoảng 300 dặm, tức 483 km. Israel Palestine phản ứng trái chiều về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Liên hợp quốc. Liên hợp quốc ngày 27 tháng 10 thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn giữa phong trào Hamas và quân đội Israel. Nghị quyết nhận phản ứng trái chiều từ Israel và Palestine. Nghị quyết do Jordan đề xuất được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với số phiếu áp đảo, 120 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, 14 quốc gia phản đối và 45 quốc gia bỏ phiếu trắng. Tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường khi số phiếu thuận được hiển thị nghị quyết kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch cũng như tiếp cận nhân đạo ngay lập tức, đầy đủ, bền vững, an toàn và không bị cản trở. Nghị quyết cũng yêu cầu Israel hủy bỏ khuyến nghị sơ tán của miền Bắc giải Gaza. Nghị quyết thúc giục trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các thường dân bị giam giữ bất hợp pháp, nhưng không chỉ đích danh phong trào Hamas là lực lượng đang bắt giữ con tin. Mỹ và Israel phản đối nghị quyết này, cho rằng nó không bao gồm những lời chỉ trích rõ ràng đối với Hamas. Trong cuộc tranh luận xung quanh nghị quyết hôm thứ Năm 26 tháng 10, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Yilan Edan cho biết, lời kêu gọi ngừng bắn không phải là một nỗ lực vì hòa bình, mà là một nỗ lực trói tay Israel, ngăn cản chúng tôi loại bỏ mối đe dọa lớn đối với công dân của mình. Trước đó vào thứ Sáu 27 tháng 10, một điều khoản sửa đổi do Canada đề xuất và được Mỹ hậu thuẫn nhằm đưa những ngôn từ gay gắt về Hamas và nghị quyết đã bị Đại hội đồng bác bỏ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố vào thứ Sáu rằng nước này đang mở rộng các hoạt động trên bộ ở giải Gaza và hoạt động mạnh mẽ trên tất cả các mặt trận để hoàn thành các mục tiêu của mình trong cuộc chiến với Hamas. Israel bác bỏ Palestine hoan nghênh. Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc ngừng bắn. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen viết trên X, Israel có ý định loại bỏ Hamas giống như cách thế giới đối phó với Đức, quốc xã và nhà nước Hồi giáo IS tự xưng trong khi đó bộ ngoại giao chính quyền palestine hoan nghênh sự ủng hộ to lớn đối với nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của liên hợp quốc bộ này cho biết cộng đồng quốc tế đã lên tiếng một cách rõ ràng và thống nhất chống lại các hành động của israel và các hành vi cố tình vi phạm luật pháp quốc tế các nước liên hợp quốc đã bày tỏ lập trường bảo vệ luật pháp quốc tế như một quy tắc chung áp dụng cho tất cả mọi người không có ngoại lệ